đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ thì có một số ca chấn thương đã hồi phục rất là tốt. Ví dụ như Quang Hải thì khoảng 2-3 ngày nữa thì có thể vào tập trở lại với đội. Chấn thương đã liền hoàn toàn. Hay Đình Trọng thì có thể tập thêm 1 đến 2 tuần nữa là vào tập với đội được. Thứ ba là Thanh Thịnh thì cũng khoảng 1 đến 2 tuần nữa là vào tập với đội. Còn Trọng Hùng thì khoảng 2 đến 3 ngày nữa. Và thể lực của các cầu thủ thì đã được tăng lên đáng kể. Đó là nhờ tập huấn ở đấy thì có cái điều kiện ăn uống đã được cải thiện rất là tốt, ăn uống hợp khẩu vị, đầy đủ chất dinh dưỡng và các cái thực phẩm chức năng bổ sung như kiểu sâm rồi nước sâm rồi amino, tất cả đã được cung cấp đầy đủ cho cầu thủ. Đến lúc đấy là đã hồi phục hoàn toàn, tất cả các cầu thủ sung sức nhất để bước vào giải đấu. Tất cả những cầu thủ chấn thương thì phải có cái giáo án tập hồi phục riêng và có một bác sĩ Choi sẽ phụ trách riêng những cầu thủ đấy để làm sao cho các cầu thủ đấy quay trở lại sớm nhất và ở trạng thái sung mãn nhất. Các cái phòng sông hơi sâu na ở đấy thì rất là tuyệt vời, thì gồm có sông sâu na rồi sông ngâm nóng ngâm lạnh, nhiệt độ rồi thời gian tất cả đều là tuyệt vời, đáp ứng tốt nhất cho vận động viên đỉnh cao.